Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, người xưa có câu họa hổ bì, nan họa cốt, chi nhân chi diệt, bất chi tâm. Ở đời thì làm quen kết bạn dễ, để hai người hiểu nhau mới là chuyện khó. Người hết mực yêu thương bạn thì chưa chắc sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Người luôn niềm nở chưa chắc đã chân thành với bạn. Vậy nên, để hiểu rõ một người, đừng chỉ nhìn vào những thứ bề ngoài, hãy để tâm tới những chi tiết nhỏ khác. Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị về ba câu được xem là thần chú mà cổ nhân để lại cho con cháu, đó là về cách nhìn thấu tâm can của một người. Mời quý vị cùng theo dõi. Ba câu nói đơn giản dạy bạn cách nhìn thấu tâm can của một người. Thứ nhất, tiểu tiết là biểu hiện của nhân cách. Pascal từng nói, để đánh giá đạo đức của một người, đừng chỉ nhìn vào những hành động đặc biệt, mà hãy để tâm đến những hành động trong thường ngày của họ. Những chi tiết ấy giống như một mặt hồ trong suốt soi chiếu được diện mạo chân thật của con người. Từng cử chỉ, từng lời nói đều ngầm nói lên nhân cách của người đó. Người thì biết nói dối, nhưng các chi tiết đó thì lại không hề dối trá. Người có giáo dục không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn bộc lộ ngay trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Một giọt nước cũng có thể phản chiếu ánh nắng rạng rỡ của mặt trời. Nhân cách thật của con người sẽ được phản ánh qua từng tiểu tiết trong cuộc sống. Thứ hai, lợi ích là phép thử nhân tính. Đi qua những ngày tháng tăm tối, ta mới biết ai là người thật lòng, ai là người giả dối. Khi đắc ý, ai cũng có thể cùng nhau khoác vai, thề thốt các kiểu. Đến khi hoạn nạn, bạn mới nhận ra người đáng quý nhất chính là người vẫn luôn kề vai sát cánh với mình. Ở lâu mới biết lòng người, hoạn nạn mới thấy chỗ chân tình. Nếu như không trải qua những ngày tháng đó, thì sao ta có thể hiểu được họ chứ? Người có thể đi cùng ta đến cuối cùng là người sẽ vượt qua được mọi thử thách của thời gian. Giống như lửa là để thử vàng, lợi ích là phép thử để xem ai là người ngay thẳng, ai là người đen tối. Khi đối mặt với những cám dỗ của lợi ích, con người càng phải giữ lấy đạo đức, không nên làm ra những chuyện hại mình, hại người. Chỉ có như vậy, con người mới có thể sống một đời bình an. Thứ ba, lúc khó khăn mới hiểu lòng người. Những lúc khó khăn hoạn nạn mới là lúc để ta hiểu rõ lòng người. Đi qua những ngày tháng tăm tối, ta mới biết ai là người thật lòng, ai là người giả dối. Khi đắc ý, ai cũng có thể khoác vai nhau thề thốt các kiểu. Đến khi hoạn nạn, bạn mới nhận ra người đáng quý nhất vẫn chính là người vẫn luôn kề vai sát cánh với mình. Ở lâu mới biết lòng người, hoạn nạn mới thấy chỗ chân tình. Ở trên đời, bạn càng gặp nhiều người và trải qua nhiều chuyện, thì bạn lại càng hiểu, nhân sinh vô thường, thế sự khó lường. Giữa người với người, chỉ có chân thành đối đãi thì mới giữ được những mối quan hệ lâu dài. Muốn biết người tốt hay xấu, hãy nhìn vào những hành động, cử chỉ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Muốn biết một người thật lòng hay giả dối, hãy nhìn vào những lúc hoạn nạn khó khăn. Muốn biết người thiện hay ác, hãy nhìn vào cách cư xử khi đứng trước những cám dỗ. Tình cảm chỉ xuất phát từ một phía sẽ không thể nào bền lâu. Mong rằng đời này chúng ta sẽ không phải phụ thuộc bất cứ tấm chân tình nào. Quý vị thân mến, để nhìn thấu một con người thì phương thức rõ ràng nhất chính là dùng thời gian để kiểm chứng. Nếu đối phương là người tốt, thời gian dù lâu mấy cũng không làm phai nhạt tình cảm đôi bên. Còn nếu đối phương là kẻ miệng nam mô, bụng bồ dao găm, thì trước sau gì cũng có lúc cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vẫn biết thời gian là phương thức tốt nhất để đánh giá một con người, vậy nhưng đâu phải ai cũng có để mà dùng. Đối với những người mà ta chỉ gặp qua một buổi hẹn ngắn, ví dụ như cuộc gặp với đối tác làm ăn chẳng hạn, có một vài bí quyết mà chỉ cần chịu khó quan sát, chúng ta hoàn toàn có thể biết được phần nào đó bản chất của đối phương. Thứ nhất, khi biểu cảm ở hai bên mặt không đối xứng, biểu cảm ấy thường là giả tạo. Thứ hai, người thích để lộ răng khi chụp ảnh có tính cách cởi mở đơn thuần. Thứ ba, thích dùng tay che nụ cười, mồm miệng kín kẽ là một người đáng để nhờ vả những chuyện quan trọng. Thứ tư, khi chóp mũi toát mồ hôi hột
chứng tỏ đối phương đang lo lắng hoặc căng thẳng. Thứ 5, lấy tay chống cằm, có ý đồ che đậy điểm yếu. Thứ 6, cằm rung mạnh, thể hiện đối phương đang tức giận. Thứ 7, biểu cảm kinh ngạc vượt quá một giây là giả vờ kinh ngạc. Thứ 8, bĩu môi là biểu cảm phạm lỗi kinh điển. Hành vi này tiết lộ người nói không tự tin vào lời nói của mình. Thứ 9, bắt tay trong giao tiếp cũng thể hiện một phần tính cách của con người. Hời hợt, lỏng lẻo, đây là lối bắt tay của con người chỉ biết nghĩ về mình hoặc là cho gia đình, vợ con, ngoài ra chẳng vì ai cả. Loại người này không thể tin tưởng và nhờ cậy gì họ cả. Siết chặt không gây đau, đây là lối bắt tay của người có nhiệt tình, đáng tin cậy và có thể trông nhờ họ một việc gì. Hạng người này đối nghịch hẳn với người bắt tay lỏng lẻo. Mau rút tay về, người khi vừa đưa tay cho người khác bắt, chưa cầm trọn bàn tay để rung rung cho đúng điệu thì họ đã có vẻ nôn nóng rút tay về. Loại người có lối bắt tay này thiếu nhiệt tình, tình cảm lạnh nhạt và có thể bạc tình cũng như nhút nhát trốn lánh sự đời nữa. Thứ 10, hay gật đầu liên tục là biểu hiện người ta muốn nghe bạn nói và đang xử lý thông tin trong đầu. Đây là cử chỉ bạn phải tinh ý phân biệt. Họ gật gật như vậy không có nghĩa là họ bằng lòng với những gì bạn nói, mà chỉ là biểu hiện họ hiểu những gì bạn nói mà thôi. 11, mắt nhìn về bên trái là đang nhớ lại. Mắt nhìn về bên phải là đang suy xét lời nói dối. 12, thích chớp mắt. Loại người này có bụng dạ hẹp hòi, khó khiến người ta tin tưởng. Nếu thương lượng hoặc nhờ vả kiểu người này, tốt nhất là nên đi thẳng vào vấn đề. 13, cười giả tạo như một quy tắc lịch sự, khóe mắt không có nếp nhăn. Khi một người mỉm cười chân thành, nếp nhăn sẽ xuất hiện ở mắt và miệng. Khi cười gượng gạo, nếp nhăn chỉ xuất hiện ở khóe miệng. Nếu một người đang choáng ngợp trước những cảm xúc mạnh mẽ, đôi mắt của họ sẽ ngần ngấn nước và họ có xu hướng nuốt nước bọt nhiều hơn. Nếu không có những biểu hiện này thì người đối diện không thành thực với bạn như bạn nghĩ đâu. 14. Người mở miệng là nói thật, có lẽ là người không thành thật nhất. 15. Hai câu nói khiến người ta xa cách. Tôi đúng, bạn sai. Tôi là muốn tốt cho bạn. Người nói hai câu này thông thường tư tưởng không thông qua não. 16. Một người càng khoe khoang cái gì thì càng thiếu thốn cái đó. Một người càng che đậy cái gì thì càng tự ti về cái đó. 17. Cái này, cái đó. A, à, hả, Người thích sử dụng những câu cửa miệng này có thể chia làm hai loại. Loại 1, phản ứng tư duy tương đối chậm. Khi họ nói chuyện, tư duy không rõ ràng nên thường dùng ngữ khí ngừng ngắt. Loại 2, kiểu người này hoàn toàn ngược lại, làm việc thận trọng, thâm sâu khó lường. 18. Người thích nói những câu cửa miệng như bạn nên, bạn bắt buộc phải, đa phần đều tương đối cố chấp. 19. Khi nói chuyện, mắt không nhìn thẳng và hay chớp mắt thường là biểu hiện một sự không chân thành và giấu giếm một điều gì. 20. Người nói dối thường có các động tác nhỏ như nghịch ngón tay, sờ tai, nhún vai. Ví dụ trong mũi của nam giới có mô xốp, khi họ muốn che giấu điều gì, mũi sẽ bắt đầu ngứa. Lúc này họ sẽ sờ mũi theo bản năng. 21. Đầu lắc lư hay cúi, chau mày là hành động thường thấy ở những người thích thể hiện, nhưng thường được khen vì có chí cầu tiến. Trong khi đó, người thường cúi đầu lại có điểm mạnh là sự bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận. Còn đối với những người hướng nội, có suy nghĩ bi quan hơn, lại thường hay chau mày. Một số người có thói quen nhìn ráo rác hay bị nhận xét là không có chính kiến, gió chiều nào theo chiều đó. 22. Khoanh tay trước ngực, tay ôm lấy vai được cho là dấu hiệu của những người có cái tôi khá cao, lạnh lùng. Cùng với đó, việc hay dùng tay ôm lấy vai có thể là dấu hiệu của những người khá cứng nhắc, bảo thủ, nhưng mặt tích cực là rất quyết đoán trong mọi việc. 23. Người hay rung đùi được cho là có xu hướng quan tâm bản thân mình nhiều hơn cho mọi người xung quanh. Họ ít để tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình và luôn đặt quyền lợi cá nhân lên trên. Mặc dù tỏ ra thờ ơ, thế nhưng người này thực chất lại rất giỏi tư duy, có những ý kiến độc đáo mà không ai ngờ đến.
24. Nếu người đối diện bạn thường xuyên mở điện thoại xem giờ, kiểm tra email, tin nhắn hay làm bất cứ việc gì khác với điện thoại của họ, rất có thể họ đang cảm thấy nhàm chán và mong đợi điều gì đó thú vị hơn. Học cách nhìn người giúp chúng ta có thể dễ dàng làm việc, giao tiếp và hợp tác với nhiều người có nhiều tính cách khác nhau, không chỉ thuận tiện trong công việc và cuộc sống, mà việc biết cách nhìn người sẽ là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của chính bạn.